Trong trận thua 2-3 của T1 trước Gen.G ở chung kết LCK mùa xuân, Zeus là tuyển thủ bị chỉ trích nhiều nhất. Màn trình diễn của tuyển thủ sinh năm 2004 không thực sự thuyết phục, thậm chí mắc nhiều sai lầm chiếm mạng dẫn đến ván thua của T1. Nhiều cổ động viên đã chỉ ra rằng Zeus không bắt nhịp được meta khi không biết chơi những tướng mới nổi như Rek'Sai hay trở nên vô hại khi các đấu sĩ bị giảm sức mạnh. Trong loạt BO5 đó, Zeus cũng nhiều lần bị khiên solo kill và không đóng góp được gì nhiều cho đội. Tiêu biểu như ở ván 1, dù Faker đã rất cố gắng kéo dài trận đấu nhưng một Aatrox 050 của Zeus đã khiến T1 thất thế nhiều về cuối trận. Tất nhiên các ván chơi chống chịu với Zac Kessante thì Zeus cũng có thiệt tầm ảnh hưởng, nhưng nhiều đó là không đủ để tuyển thủ này thoát khỏi cơn bão chỉ trích từ người hâm mộ. Mới đây một nhóm fan đã gửi xe tải biểu ngữ tới trụ sở của T1 để công kích thẳng vào Zeus. Không nhắc đến chung những vấn đề cấm chọn hay chiến thuật như trước, lần này thông điệp trên những chiếc xe tải chính là KDA của Zeus trong 4 trận chung kết LCK liên tiếp mà T1 để thua trước Gen.G. LCK hè 2022 0-12-7, xuân 2023 5-23-23, hè 2023 6-14-7, xuân 2024 2-18-24. Cùng với đó là những dòng chữ như: đây là đường trên carry của T1 sao? Zeus là một tuyển thủ ích kỷ. Trong khi nhiều fan thừa nhận rằng Zeus thi đấu kém trong các trận chung kết, nhưng đường trên của T1 cũng nhiều lần gánh đội ở những thời điểm khó khăn. Hay như tại Worlds 2023 khi T1 vô địch, anh cũng là Final MVP. Do đó, vì tuyển thủ này bị gửi xe tải, được cho là động thái quá đà từ các fan cuồng. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ sự chú ý của khán giả toàn thế giới đang sẽ đổ dồn về phía MSA 2024, giải quốc tế đầu tiên của năm. Trong năm nay, để tăng thêm sức hấp dẫn, Riot đã có những thay đổi lớn về mặt thể thức. Vòng khởi động sẽ thu hút một loạt đội tuyển hùng mạnh mà tiêu biểu là sự góp mặt của T1. MSA kỳ này được dự đoán sẽ rất kịch tính, nhất là khi khán giả đã trải qua 5 ván đấu căng thẳng tột cùng trong trận chung kết tổng LCK mùa xuân. Và bản thân nhà đương kim vô địch MSA là JD Gaming thậm chí còn không có cơ hội bảo vệ danh hiệu khi đã bại trận trước Top. Với những gì đã thể hiện trước Gen.G trong trận chung kết, T1 hiển nhiên vẫn sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng mới đây nhiều khán giả còn vô tình nhận ra một điều quan trọng: địa điểm diễn ra MSA lần này là Thành Đô, có thể sẽ là đất lành cho T1 nhờ một yếu tố trong quá khứ. Ở lần vô địch đầu tiên của đội tuyển này tại MSA 2016, SKT T1 khi đó cũng đăng quang ngay tại xứ Trung, đó là Thượng Hải. Điều đặc biệt tiếp theo chính là ở năm 2016, SKT T1 cũng giữ lại gần như toàn bộ đội hình ngoại trừ vị trí đường trên của đội trưởng Marine, và đó là lần thay đổi đội hình ít nhất của SKT T1 sau khi họ vô địch một kỳ thế giới. Ở năm 2024, T1 còn thực hiện triệt để hơn khi giữ lại toàn bộ đội hình đã cùng nhau lên ngôi trong năm 2023. Chưa kể trong năm 2024, những đối thủ sưng sỏ từng gây khó dễ cho T1 nói riêng và LCK nói chung tại MSI đều đã có những thay đổi hay thậm chí là đã bay màu. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào hai đại diện của Hàn Quốc, nhất là T1. Đội tuyển luôn có những màn trình diễn xuất thần mỗi khi thi đấu quốc tế. Một kỳ MSI nữa đang đến gần, và như mọi khi T1 vẫn được đánh giá cao. Tất nhiên để vô địch, vẫn còn cần chính yếu tố quan trọng nhất là màn thể hiện của các tuyển thủ. Nhưng ít ra, ngay từ thời điểm hiện tại, các fan T1 đã có một cơ sở để tin tưởng vào khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội nhà. MSI chỉ còn cách khán giả chưa đầy một tháng nữa, với hàng loạt cập nhật thay đổi về meta, cộng đồng đang vô cùng háo hức để chờ xem màn so tài của những ngôi sao. Không dừng lại ở đó, Riot gần đây đã công bố những thay đổi về thể thức thi đấu mới của MSI. Những thay đổi này hướng đến việc đảm bảo công bằng và hấp dẫn từ đầu cho đến cuối mỗi trận đấu được diễn ra. Các đội tham dự năm nay sẽ được chia thành các thứ hạng riêng để tiến hành bốc thăm. Từ đó, những trận đấu sẽ được sắp xếp cân kèo hơn, qua đó khiến cho trận so tài trở nên khó đoán. Các đội sẽ được chia thành hai bảng đấu với mỗi đội ở từng thứ hạng. Điều này đã xoa dịu nỗi đau lớn của các fan liên minh chuyên nghiệp khi họ luôn mong chờ trận đấu nảy lửa giữa các khu vực tại đấu trường quốc tế. Nhưng với thể thức cũ, đôi lúc nhiều tình huống oái âm xảy ra khiến cho trận đấu trở thành LCK hoặc LPL mở rộng. Điều này gây ra sự nhàm chán khi họ phải chứng kiến sự áp đảo của những khu vực tại phương Đông với những trận đấu một chiều. Sau thông báo thể thức mới, một người chơi đã bình luận: một thay đổi rất tốt để tránh những lần bốc thăm thảm họa. Sau đó một loạt ý kiến khác cũng bổ sung thêm khi họ vui mừng rằng có thể xem nhiều trận BO5 căng thẳng giữa Bắc Mỹ và châu Âu trong MSI 2024. Do đó, quyết định này đã thu hút rất nhiều sự ủng hộ và đồng ý từ người hâm mộ. Đồng thời, họ bắt đầu đánh giá cao MSI vượt trội hơn so với World. Theo đánh giá, dù World quy tụ nhiều đội tuyển hơn, nhưng thể thức không còn bằng giải quốc tế giữa mùa năm nay. Vào năm ngoái, người chơi nhìn nhận World 2023 đã được cứu vớt bởi sự thể hiện của Faker và T1. Phần còn lại, kịch bản vẫn lặp lại khi họ phải xem nhiều trận đấu một chiều đến mức nhàm chán. Hy vọng rằng, với ý kiến của người hâm mộ, Riot có thể tiếp thu và thay đổi thể thức của Worlds để nó hấp dẫn hơn như cách đang làm với MSI. À
SBTC đã lĩnh án phạt chấn động làng game quốc tế tại mùa giải 2023. Kể từ lúc đó, thương hiệu gà hồng gần như biến mất khỏi các giải đấu eSports trong làng game Việt. Nhưng ngay cả khi đã chia tay đấu trường chuyên nghiệp, SBTC vẫn thường xuyên bị các fan réo tên. Điển hình như vào tháng 1 vừa qua, Cao Lê Tuấn Tú, chủ cũ của SBTC, bị thành viên cũ của chính đội tuyển này trong đội hình tốc chiến tố nợ tiền từ giải thưởng. Đến hôm nay, Tuấn Tú tiếp tục bị cộng đồng game thủ Việt nhắc tên trên một số hội nhóm, diễn đàn. Chi tiết hơn về vụ việc này, streamer Minayon đã chia sẻ trên Facebook một bài viết có nhắc tên ông chủ cũ của SBTC. Có ai liên lạc được với anh Cao Lê Tuấn Tú hay không? Em có đôi lời muốn tâm sự với ảnh mà anh né em, tuyệt vọng quá à. Dựa trên bài viết này cộng thêm drama nợ tiền giải của các tuyển thủ tốc chiến, nhiều fan nghi ngờ rằng chủ cũ của SBTC đang nợ tiền streamer Minayon. Về phía Minayon, cô là một nữ streamer khá có tiếng trong làng game Việt. Dù không còn livestream, nhưng cô vẫn hoạt động như một KOL và thường góp mặt trong những sự kiện của Liên minh Huyền Thoại. Vì nguyên nhân này mà Minayon vẫn được khá nhiều fan yêu mến. Còn với Tuấn Tú, ông chủ cũ của SBTC vẫn chưa từng lên tiếng hoặc xuất hiện trong thời gian gần đây. Đặc biệt, có tin đồn, Tuấn Tú đã sử dụng tiền của các KOL cũng như tiền thưởng từ giải đấu để đi chơi poker. Tuy nhiên đây là thông tin chưa được xác thực. Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Weibo chuẩn bị ký hợp đồng với Takzan để chuẩn bị cho LPL hè. Thông tin này đã được blogger Hàm Nghệ xác nhận trong buổi stream mới nhất, đồng thời khẳng định tỷ lệ xảy ra là 99%. Thương vụ này được cho là không có nhiều trở ngại bởi Takzan đang là tuyển thủ tự do. Kể từ sau khi chia tay Li Ning vào cuối năm 2023, người đi rừng này không gia nhập bất kỳ đội tuyển nào và tạm thời nghỉ ngơi trong giai đoạn mùa xuân 2024. Dẫu vậy, Takzan cũng rất chăm chỉ leo rank ở server Hàn Quốc và luôn giữ được thứ hạng trong nhóm dẫn đầu. Tuyển thủ sinh năm 99 thể hiện quyết tâm trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Thông tin thần rừng gia nhập Weibo cũng đã được cập nhật trên OPGG. Hay mới đây, đồng đội cũ của Takzan là Icon cũng xác nhận điều đó khi trò chuyện với Lê Yan trong buổi stream mới nhất. Sau khi vào tới trận chung kết World 2023, Weibo đã có những sự điều chỉnh nhân sự vào đầu năm 2024. Đáng chú ý là sự ra đi của The Shy, cùng với đó là Weiwei. Hai nhân tố mới được mang về là ZDZ và Xiaohao cũng nhanh chóng hòa nhập, nhưng rõ ràng không thể giúp đội có được sự đột phá. Kết quả là Weibo đã dừng chân ở top 6 LPL mùa xuân 2024. Ngoài Takzan, Weibo cũng được cho là muốn bổ sung vị trí đường trên để cạnh tranh cùng ZDZ. Trong khi khả năng trở lại của The Shy là không cao, thì Breeze chính là cái tên đang được nhắc nhiều nhất.